Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV. Sau đây là những thông tin chi tiết trong bản tin. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018-2023, các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 và phân công điều động bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Vũ Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, phân công điều động bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thời hạn 5 năm kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2022. Hòa chung không khí tươi vui đón chào năm học mới trên mọi miền Tổ quốc. Sáng nay, trên 300.000 học sinh tỉnh Hưng Yên nô nức chào đón năm học mới 2022-2023. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng và đánh trống khai trường chung vui cùng thầy và trò tại các địa phương. Dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà của Tỉnh ủy cho 9 học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi vào lớp 10 của trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên vừa qua và đánh trống khai giảng năm học mới. Năm học qua, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên có 37 học sinh đạt giải kỳ thi quốc gia, trong đó có một giải nhất. Trong kỳ thi đại học vừa qua, nhiều học sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học tốt đầu. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng các thầy cô và học sinh trường Trung học phổ thông Kim Động. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản đã tặng lãng hoa chúc mừng và đánh trống khai trường chung vui cùng thầy và trò trường Trung học phổ thông Kim Động đón chào một năm học mới. Năm học 2021-2022, nhà trường có 17 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,74%, trong đó có một học sinh đạt thủ khoa. Nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen. Tại huyện Yên Mỹ, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, tặng hoa và đánh trống khai giảng tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chúc các thầy cô giáo bước sang năm học mới đạt được nhiều thành công trong giảng dạy. Các em học sinh tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, những công dân tốt, tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong năm học vừa qua, trường có 13 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải 3 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh trung học phổ thông, có 3 học sinh vinh dự được nhận học bổng Valet. Hôm nay, cùng với cả nước, hơn 300.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên háo hức phấn khởi dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Vui mừng phấn khởi là tâm trạng của rất nhiều học sinh, thầy cô và cả bậc làm cha làm mẹ tại hầu khắp các trường học trên địa bàn tỉnh. Sau gần 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm học 2022-2023 được bắt đầu với niềm vui khi học sinh được hưởng trọn vẹn không khí náo nức của ngày khai giảng. Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục, khi là năm học đầu tiên cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở cả 3 bậc học. Những năm qua, chương trình tín dụng cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ học tập. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, dư nợ của chương trình tín dụng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là hơn 93 tỷ đồng, với gần 3.000 khách hàng còn dư nợ. Hiện mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng trên tháng học sinh, sinh viên, lãi suất cho vay ưu đãi 6,6% trên năm. Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu ngay sau khi học sinh sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày học sinh sinh viên kết thúc khóa học. Chương trình tín dụng học sinh sinh viên thực sự là nguồn tiếp sức tài chính hữu hiệu đối với gia đình khó khăn khi cho con tiếp tục tới trường. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra một vụ tai nạn giao thông, bị thương 4 người.
Ngoài một vụ tai nạn giao thông xảy ra làm 4 người bị thương, nhìn chung tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 135 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền trên 525 triệu đồng, tạm giữ 63 phương tiện, tước 38 giấy phép lái xe, trong đó xử lý 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17 trường hợp vi phạm quá tải quá khổ, 28 trường hợp vi phạm tốc độ và 19 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Sáng nay mùng 5 tháng 9, gần 23 triệu học sinh trên cả nước dự lễ khai giảng năm học mới, một lễ khai giảng sau đại dịch Covid-19 được nhiều nhà trường chuẩn bị đặc biệt. Từ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tổ chức lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ theo tinh thần giảm bớt những phần rườm rà của phần lễ, mang tính hình thức để dành thời gian cho các hoạt động mang lại không khí vui tươi, có ý nghĩa đầu năm học mới. Sau một năm không có ngày khai trường do dịch Covid-19, các thầy cô giáo và học sinh đều mong đợi ngày khai giảng năm học. Lễ khai giảng năm học mới năm nay được nhiều trường chú tâm xây dựng các chương trình đặc biệt đón học sinh đầu cấp, tổ chức các hoạt động gắn với văn hóa truyền thống hoặc các chủ đề được ưu tiên thực hiện trong năm học. 20 năm qua, cứ vào mùa khai giảng, cô giáo Trần Thị Châu, 47 tuổi, trường mầm non A Sinh lại lặng lẽ may quần áo tặng học trò miền biên giới xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong căn nhà của cô Châu, chất đầy quần áo sách vở mà cô xin được hoặc bỏ tiền túi mua tặng học trò bà con. Năm nay, cô Châu may 50 bộ quần áo cùng nhiều sách vở dụng cụ học tập khác tặng trò vào dịp khai giảng. Chồng cô Châu, thầy giáo Đỗ Xuân Thành, 50 tuổi, cũng đồng hành cùng vợ làm những việc ngoài giáo trình ở xã Lìa. Vợ chồng cô Châu là điển hình của giáo dục miền heo hút. Cô Châu đang dạy ở điểm lẻ thôn A Mo và luôn được bà con quý mến. Còn học trò chỉ cần cô đưa tay ra sẽ lao đến ôm chầm. Nụ cười của bọn trẻ là thước đo lớn hơn cả giấy khen, bằng khen mà cuộc đời cô Châu từng nhận. Cùng với việc huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để giảm ùn tắc, thời gian tới thành phố Hà Nội còn nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp. Những năm qua, Hà Nội thí điểm phân làn, tách dòng phương tiện giữa ô tô, xe máy, xe thô sơ ở nhiều tuyến đường nhưng chưa có làn đường riêng cho xe đạp. Thành phố cũng nhiều lần có kế hoạch cho thí điểm dịch vụ xe đạp cho thuê tại một số quận nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Trong kế hoạch chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 vừa ban hành, chính quyền thủ đô đề ra hàng loạt giải pháp, trong đó có nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can, nguyên là lãnh đạo Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 8 bị can bị truy tố gồm Nguyễn Minh Khải, cựu giám đốc, 3 cựu phó giám đốc là Phí Duy Tiến, Nguyễn Chí Dũng, Võ Thị Trinh Nga, cựu trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện Phan Thị Bích Hạnh, Nguyễn Đỗ Nguyên, cựu trưởng khoa tổng hợp, Lương Ngọc Tuấn, cựu phó trưởng khoa khám mắt và Nguyễn Quốc Toản, cựu trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. Theo cáo trạng, năm 2018, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh được giao tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018 có tổng kinh phí là 184 tỷ đồng với mục đích can thiệp trái luật vào hoạt động thầu. Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số thuộc cấp đã dùng chiêu để loại bỏ nhà thầu theo ý muốn cá nhân, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng. Cơ quan hàng không dân dụng Latvia ngày 4 tháng 9 thông báo một máy bay tư nhân chở 4 người khởi hành từ Tây Ban Nha và dự kiến hạ cánh ở Đức đã gặp nạn ngoài khơi bờ biển Latvia sau khi bay khắp châu Âu. Thông báo cho biết, phi cơ bay giữa Tây Ban Nha và Đức nhưng đột ngột đổi hướng trên bầu trời. Các kiểm soát viên không lưu và các chiến đấu cơ từ nhiều nước đều không thể liên lạc được. Phi cơ sau đó đã bay qua nhiều nước châu Âu và cuối cùng rơi xuống vùng biển ngoài khơi Latvia. Chưa rõ quốc tịch của 4 người trên phi cơ, các đội cứu hộ, thuyền và trực thăng của Latvia, Litva và Thụy Điển đang có mặt tại nơi máy bay rơi và chưa tìm thấy nạn nhân nào. Cơ quan nghiên cứu không gian quốc gia Brazil vừa công bố số liệu cho thấy, trong tháng 8 năm nay, số vụ cháy rừng Amazon thuộc vùng lãnh thổ Brazil đã tăng lên mức cao nhất so với các tháng 8 trong 12 năm qua. Cụ thể, cơ quan đã ghi nhận 31.513 cảnh báo cháy rừng ở Amazon trong 30 ngày đầu tháng 8, khiến tháng 8 năm nay trở thành tháng 8 ghi nhận nhiều cảnh báo cháy rừng nhất kể từ năm 2010. Hầu hết các cảnh báo cháy rừng ở Amazon trong năm thường rơi vào tháng 8 và tháng 9, thời điểm ghi nhận lượng mưa giảm và các chủ trang trại cùng nông dân đốt cây để khai hoang đất. Giải vô địch lặn bùn thế giới thường niên cuối tuần qua đã diễn ra sôi động tại thị trấn Llangwctid, Wales, thị trấn nhỏ nhất Vương quốc Anh nằm tại Suwell, thu hút đông đảo người tham gia. Để tranh tài, người tham gia phải hoàn thành 2 vòng trong một rãnh nước nhỏ chứa đầy bùn dài khoảng 55 mét trong thời gian ngắn nhất có thể.
Thí sinh được yêu cầu sử dụng ống thở, mặt nạ và chân vịt để thực hiện các động tác lặn, đẩy mình bằng chân dọc theo dòng kênh đầy bùn. Đặc biệt, họ không được phép thực hiện các động tác bơi. Phần thi cần phải được thực hiện bằng kỹ thuật lặn với chân vịt. Tương truyền, cuộc thi này ra đời từ một trò cá cược giữa những vị khách quen thuộc của một quán rượu ở Lenworthic Well vào năm 1976. Môn thể thao của thị trấn đã phát triển thành một cuộc thi hàng năm với tầm cỡ thế giới, thu hút sự tham gia của hàng trăm vận động viên bơi lội từ khắp nơi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.